nào đang gặp tình trạng thường xuyên bị mất ngủ, thần kinh bị suy nhược, đau mỏi xương khớp, đau lưng, đau dạ dày, bị mỡ máu cao, bị béo phì thì các bác ơi, sử dụng ngay viên ngâm chân thải độc này đi ạ. Mỗi một ngày các bác nhà mình sử dụng từ 1 đến 2 viên để ngâm chân thôi. Em đảm bảo các bác sẽ thấy cơ thể của mình khỏe mạnh và cải thiện hơn rất là nhiều đấy ạ. Viên ngâm chân thảo mộc một hộp 30 viên với thành phần 100% từ thảo mộc, gồm 18 loại thảo mộc quý từ thiên nhiên như bạch chỉ, tân di, từ uyển, mạch môn, mẫu lệ, ô đầu, đan sâm, đại hoàng, mộc hương, xài đất, tô tử và hoắc hương. Dùng từ 1 đến 2 viên ngâm cùng nước ấm từ 40 đến 50 độ, ngâm mắt cá chân 2 cm và ngâm khoảng từ 30 đến 45 phút mỗi ngày sẽ có tác dụng đào thải mọi độc tố ra khỏi cơ thể, giảm đau nhức xương khớp, đau dây thần kinh tọa, thúc đẩy lưu thông mạch máu này, giảm tình trạng là bị mỡ máu tích tụ trong cơ thể này. Một dòng sản phẩm rất là tuyệt vời và cực kỳ là hiệu quả luôn ạ. Các bác lưu ý là chúng ta không ngâm chân trước hoặc sau ăn 1 tiếng. Thời gian tốt nhất để ngâm chân là từ 4 đến 5 giờ chiều hoặc 9 giờ tối các bác nhà mình nhé. Khi mua hàng thì bên em sẽ tư vấn kỹ càng hơn cho mình để cho các bác nhà mình có thể an tâm dễ dàng sử dụng các bác nha. Cháu ơi, cho cô 3 hộp nhé cháu. Dạ, cháu thấy đơn của cô Bích Hòa rồi ạ. Cô lấy 3 hộp, cháu xin phép tặng thêm cho cô 1 hộp nữa là 4 này và kèm miễn phí vận chuyển cho mình nha. Cháu cảm ơn cô rất là nhiều. Cả nhà mình đang dùng sản phẩm này, sản phẩm rất tốt, ngâm chân xong tinh thần rất tỉnh táo, cơ thể nhiều năng lượng hơn hẳn. Dạ, em cảm ơn chị Minh Tâm rất là nhiều. Cho em 3 hộp, em mua biếu bố mẹ chị nhé. Ok em yêu nha. Mua 3 sẽ được tặng thêm 1 cả nhà mình nhé. Một sản phẩm rất là ý nghĩa để có thể bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt là gia đình nào có người già, người cao tuổi hay bị mất ngủ này, ăn không ngon, ngủ không sâu giấc, đêm ngủ trằn trọc, bị huyết áp cao này, bị tiểu đường này, và cơ thể bị suy nhược này, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ vân vân. Đó rất là ok. Mình mua bản thân mình dùng, mua biếu ông bà, bố mẹ, người thân bạn bè rất là tuyệt vời, rất là ý nghĩa luôn ạ. Mà giá ngày hôm nay thì siêu tốt rồi. Các bác nhà mình muốn tư vấn hay là muốn đặt hàng thì chỉ cần để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn cho mình ạ. Mùi rất là thơm luôn, 100% là từ thảo mộc quý nha các bác nha. Nhận hàng các bác nhà mình nhớ kiểm tra sản phẩm cho em trước khi thanh toán nhá. Tránh trường hợp rất là nhiều shop giả mạo, ăn cắp video, gửi hàng linh tinh kém chất lượng. Sản phẩm viên ngâm chân thảo mộc của bên em là sản phẩm hàng công ty chính hãng. Vì vậy mà các bác nhà mình an tâm nhá.